Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những ngày qua do mưa lớn, lượng nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn đã gây sạt lở nặng cung đường 723 nối giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, gây ách tắc giao thông cục bộ giữa hai địa phương, trong đó có ít nhất 4 điểm mặt đường đã bị đất đá lấp hoàn toàn. Đến thời điểm này, đường 723 Nha Trang Đà Lạt qua địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, có đoạn dài tới 60 mét với hàng ngàn khối đất đá. Mưa lớn làm nước chảy mạnh vào các điểm sạt lở tạo thành dòng thác, khiến quốc lộ nối Nha Trang Đà Lạt bị chia cắt. Nhiều ô tô không thể qua, phải quay đầu ra hướng quốc lộ 1A. Nhiều xe máy được người dân giúp nhau khiêng qua đống đất đá. Chính quyền của hai địa phương Lâm Đồng và Khánh Hòa đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm và huy động máy xúc đào dọn dẹp. Theo lãnh đạo Sở Thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tuyến đường quốc lộ 27 nối Lâm Đồng Khánh Hòa có 10 điểm bị sạt lở, trong đó có 4 điểm lấp hoàn toàn, 6 điểm lấp từ 1/3 đến 1/2 con đường. Trong điều kiện mưa lớn nên khắc phục sự cố gặp khó khăn, trong những ngày tới giao thông mới thông suốt trở lại. Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật tuần đường, rồi máy móc, phương tiện thiết bị là tập trung vào xử lý những cái điểm sạt trượt và gắn biển báo để hướng dẫn lưu thông ở trên tuyến đường này, và đơn vị cũng phối hợp với địa phương cũng như các xã có tuyến, hướng tuyến đi qua rồi thông báo để là đảm bảo giao thông ở trên tuyến. Cũng theo Sở Thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, các điểm sạt lở của tuyến 723 thuộc địa bàn Lạc Dương đều không lớn. Trong những ngày qua, cùng với đơn vị quản lý đường bộ và tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng cũng đã huy động các phương tiện, nhân lực giải phóng tuyến đường 723 đoạn đi qua Lâm Đồng. Sở Thông Vận tải Lâm Đồng đề nghị các phương tiện không lưu thông bằng đường 723 trong những ngày mưa gió này, vì phần đường địa bàn Khánh Hòa đang tắc nghiêm trọng, chưa thể giải phóng xong. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Tiếp tục thông tin về tình hình giao thông trên đường 723, quốc lộ 270, đoạn nối giữa Đà Lạt với Nha Trang, qua đèo Khánh Vĩnh. Tuy đã ngớt mưa, nhưng đường 723 nối giữa Nha Trang, Đà Lạt vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Thông tin từ Cục Quản lý Đường bộ 3 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiều đoạn trên tuyến qua địa phận tỉnh Khánh Hòa vẫn còn nguy cơ sạt lở cao. Nhiều khu vực đồi dốc vẫn còn nguy cơ đất đá sạt lở bất ngờ, gây hiểm họa cho người tham gia giao thông. Do vậy, trong những ngày tới, vẫn như thể tiến hành thông xe. Chính quyền hai địa phương Lâm Đồng và Khánh Hòa đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm và huy động máy xúc đào tiếp tục xử lý các điểm sạt lở, qua đó tiến hành gia cố và dọn dẹp đất đá trên mặt đường. Đồng thời đề nghị các phương tiện không lưu thông bằng đường 723 trong những ngày này, vì phần đường địa bàn Khánh Hòa vẫn đang tắc nghẽn, chưa thể giải phóng xong. Bây giờ mình chấp nhận bây giờ sao, tại vì giờ đâu có được, mình muốn đâu có được đâu. Tại vì bãi rác nằm ở trên rồi, mình ở dưới rồi thì phải chấp nhận thôi. Nước ăn thì mình mua ngoài quán về ăn, còn tắm rửa thì giặt giũ thì phải chịu, giờ sao được.